đôi khi á họ yêu nhau thật, nhưng biết đâu trước mắt họ còn nhiều trở ngại sắp diễn ra. Ranh giới yêu thương đánh đổi sự giật mất thật là quá khó khăn, nhưng như một vết ngăn lòng đường sau này phía sau em sẽ không có một thằng con trai, một thằng con trai ngày trước đã từng yêu em rất nhiều, yêu nhiều rồi mang lại được bao nhiêu chỉ là niềm đau không là hạnh phúc, thì tình cảm đó dần trôi mau cho màu đi. Nó vì mặc cảm không dám yêu em nên bỏ mặc em tự đi tìm một hạnh phúc mới. Thằng con trai vô dụng 16 tuổi đầu đập đòi yêu thương để mà chi, nhận lại được lợi ích gì? Tương lai nhỏ bé bản thân mày còn lo chưa xong, làm sao có thể gánh vác cho người yêu mày được cuộc sống hả? Thằng ngốc này muốn thay em ra cho em có thể bước theo một người mới, vì chính bản thân anh đã chán nản và muốn từ bỏ đi cuộc chơi. Cuộc chơi này khép lại, con đường để hai lối, trái tim này để đôi thì cuối cùng cũng vậy đó. Hình bóng em trong tim anh vẫn